xin chào mọi người đến với anh minh review kết thúc tập trước thuận tay đem kim hoàng vương diệt xác quay lại nhìn vô song vương và huyết thủ vương quỳ trên mặt đất từng trần đang định đem hai người này xử lý luôn thì đúng lúc đó mặt đất trong đại sảnh đột nhiên nứt ra mà từ trong vết nứt đó từng đạo hắc sắc sương mù tràn ra bắt đầu tản mắt ra xung quanh đang không biết sương mù màu đen này là thứ gì thì đột nhiên vô song vương liền hét thảm một tiếng hướng ánh mắt nhìn tới thì từng trần đã thấy có mấy đạo hắc sắc sương mù quấn lên trên người vua song vương rồi và chỉ trong nháy mắt thì vô song vương đã bị hát sát sương mù này ăn mòn sạch sẽ không còn sót lại bất cứ thứ gì hít vào một hơi khí lạnh trên mặt tần trần hiện rõ sợ hãi lúc này hắn cũng nhận ra hát sát sương mù này một khi quấn lên người mình thì cũng sẽ mang đến thương tổn không cách nào chống đỡ được thuận tay đem chiếc đỉnh cổ ở cách đó không xa thu lại thân hình tần trần liền phóng lên cao nhìn xuống một bên thì nhanh chóng luyện hóa cổ đỉnh một bên thì chăm chú quan sát mặt đất bên dưới huyết thủ vương thấy vậy cũng vội vàng phóng đến bên cạnh tần trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xuống hát sát sương mù bên dưới chỉ thấy mặt đất bên dưới cấp tốc vỡ vụn ra trong nháy mắt sập xuống tạo thành một cái hố sâu bên dưới tràn ngập hát sát sương mù làm từng trần cũng không thấy rõ ở dưới đó rút cuộc là có đồ đạc gì thế nhưng từng trần vẫn mơ hồ nhìn thấy từng đạo văn lộ thập phần thần bí khó hiểu hiện lên và sau một hồi tỉ mỉ quan sát thì hắn nhận ra những đạo văn lộ này lại kết hợp với nhau tạo thành một cái phong ấn đại trận phát hiện ra điều này làm từng trần hoảng sợ không thôi trong lòng thầm nghĩ nơi đây chính là chiến trường của nhân tộc và dị ma tộc không biết bên dưới phong ấn này đang giam giữ nhân vật khủng bố nào trong khi tần trần còn đang suy tư thì mấy âm thanh ô ô liền vang lên quay đầu nhìn sang thì hắn đã thấy vô số âm hồn từ trong thông đạo lao ra điên cuồng xông vào bên dưới hố sâu mà những âm hồn này vừa tiến nhập phạm vi bao phủ của hát sát sương mù thì giống như bị cắn nuốt vậy triệt để biến mất luôn thế nhưng những âm hồn đó cũng không có dừng lại vẫn điên cuồng lao xuống giống như thiêu thân lao vào lửa vậy theo thời gian trôi qua thì số lượng âm hồn lao xuống cũng giảm đi rất nhiều mà hát sát sương mù bên dưới hố sâu cũng tiêu tán đi không ít đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất để lộ ra một tế đàn to lớn bên dưới con mày nhìn xuống tế đàn một hồi rồi tần trần liền quay sang huyết thủ vương nói hắn đi xuống xem bên dưới đó có thứ gì huyết thủ vương nghe xong thì bị dọa cho nhảy dựng lên mồ hôi lạnh thoáng cái chảy xuống vội vàng quay sang cầu xin tần trần thế nhưng tần trần đâu để ý đến mấy lời cầu xin vô bộ đó của huyết thủ vương hư lạnh một tiếng tần trần lạnh giọng nói bảo ngươi xuống thì ngươi xuống đi nói nhảm nhiều như thế làm gì hay là ngươi muốn ta đánh cho một trận rồi ném xuống mặc dù nói thế nhưng tần trần đã dùng linh hồn lực đảo qua bên dưới khi biết dưới đó không có nguy hiểm gì thì hắn mới để cho huyết thủ vương một mình đi xuống bằng không hắn làm sao lại để cho tên này đi chịu chết như vậy được về phía huyết thủ vương biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác thế nên hắn đành phải cắn răng lao xuống thế nhưng vừa mới tiến vào hố sâu thì một cổ khí tức đáng sợ từ trong người hắn liền bạo phát ra cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng bên ngoài phế tích cấp tốc lao đi như biết trước được ý định của tên này nên tần trần đã có chuẩn bị từ trước chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc lên một đại ấn màu đen chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên hư không nhắm thẳng huyết thủ vương đang lao lên trấn áp xuống vì tốc độ lao lên quá nhanh mà đại ấn lại xuất hiện bất ngờ làm cho huyết thủ vương cũng không kịp dừng lại cả người trong nháy mắt đâm sầm vào đại ấn làm đồ óc hắn choáng váng một hồi mà thân thể cũng theo đó mà rơi xuống tế đàn bên dưới đứng ở bên trên tỉ mỉ quan sát một hồi không thấy có gì bất thường ở bên dưới tế đàn thì lúc này tần trần mới thu hồi lại đại ấn rồi lướt xuống bên cạnh huyết thủ vương đứng trên tế đàn cẩn thận quan sát kỹ cấm chế nơi đây khiến tần trần không khỏi kinh hãi vì hắn phát hiện ra cấm chế này rất giống với cấm chế ở trong cung điện giam giữ lão giả thần bí tại hắc tử đầm lầy thế nhưng cấm chế ở nơi đây còn phức tạp và rắc rối hơn ở hắc tử đầm lầy rất nhiều làm hắn chỉ mới nhìn qua đã có cảm giác đầu choáng mắt hoa có thể thấy được người bố trí cấm chế này trên phương diện tạo nghệ trận pháp còn vượt qua cả hắn mà kiếp trước hắn đã là cửu giai cấm chế đại sư rồi nghĩ đến đây tần trần không thể tưởng tượng ra nổi thứ bị giam giữ bên trong tế đàn này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ lúc này đứng ở bên cạnh thấy tầng trần đứng yên bất động tại chỗ huyết thủ vương liền nảy sinh ý định chạy trốn thế là thân hình hắn chậm rãi lui lại ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng xem chạy hướng nào là tốt nhất bất tri bất giác hắn cũng đã lùi đến một góc của tế đàn cảm nhận thấy thân thể dường như đụng vào một thứ gì đó rất mềm mại đồng thời có một đạo khí tức âm lãnh từ phía sau cổ hắn thổi qua tức khắc huyết thủ vương hét lên một tiếng thất thanh thân hình như châu chấu nhảy thẳng về phía tầng trần mà động tĩnh này liền làm tầng trần giật mình thanh tĩnh lại khi hắn quay đầu nhìn đến thì đã thấy một đạo bóng đen hướng mình lao tới rồi nội dung tập này đến đây là hết rồi để biết bóng đen thần bí xuất hiện tại tế đàn này là thứ gì thì mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé